Thưa quý vị, chiều nay ngày 9 tháng 4 tại Điếu Ngư Đài, thủ đô Bắc Kinh, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tham dự buổi gặp gỡ hữu nghị nhân dân Việt Nam-Trung Quốc với sự tham dự của đông đảo đại biểu nhân sĩ trí thức, các cựu đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, các học giả, nhà nghiên cứu về Việt Nam, đại biểu các doanh nghiệp, thanh thiếu niên là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân đại diện cho tiếng nói ý chí và nguyện vọng của nhân dân mỗi nước chủ tịch quốc hội vương đình huệ nêu rõ trong thực tiễn hoạt động quốc hội việt nam và nhân đại toàn quốc trung quốc luôn nỗ lực nắm bắt phản ánh tâm tư tình cảm của nhân dân tăng cường định hướng xây dựng đồng thuận xã hội tạo dựng và củng cố nền tảng dân ý vững chắc cho quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước việt trung chuyến thăm trung quốc lần này và việc ký mới thỏa thuận hợp tác giữa quốc hội việt nam và nhân đại toàn quốc trung quốc nhằm mục đích duy trì trao đổi chiến lược cấp cao cụ thể hóa và triển khai thực hiện nhận thức chung của lãnh đạo cao nhất hai đảng hai nước góp phần thiết thực làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai việt nam trung quốc có ý nghĩa chiến lược đem lại những lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước việt nam và quốc hội việt nam chủ tịch quốc hội vương đình huệ đánh giá cao và trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp sự đóng góp hết sức quan trọng của nhân dân hai nước chủ tịch quốc hội mong muốn quốc hội việt nam mặt trận tổ quốc việt nam liên hiệp các tổ chức hữu nghị việt nam các tổ chức nhân dân việt nam sẽ cùng nhân đại toàn quốc trung quốc chính hiệp toàn quốc trung quốc hội hữu nghị đối ngoại nhân dân trung quốc và các tổ chức nhân dân trung quốc tiếp tục thúc đẩy tăng cường giao lưu hữu nghị giữa các đoàn thể nhân dân nhất là thế hệ trẻ tổ chức tốt các hoạt động giao lưu truyền thống như diễn đàn nhân dân liên hoan hữu nghị nhân dân biên giới liên hoan thanh niên gặp gỡ hữu nghị thanh niên việt trung tăng cường thông tin tuyên truyền tích cực về quan hệ hữu nghị việt trung cũng như thành quả đổi mới cải cách mở cửa của mỗi nước củng cố nền tảng dân ý vững chắc hơn định hướng xây dựng đồng thuận trong nhân dân về phát triển quan hệ hữu nghị giữa hai nước kết thúc gặp gỡ hữu nghị nhân dân việt nam trung quốc chủ tịch quốc hội cùng các đại biểu đã thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc với những tác phẩm nổi tiếng của hai nước